Chào các bác nhé, hôm nay em test tiếp cái mạch có chức năng khiển step này. Để chuyển lại qua lại cho các menu thì nhấn giữ nút encoder nhé. Đây là menu time chỉnh xung kép này. Nhấn giữ encoder để chuyển sang chỉnh step này. Tốc độ là chỉnh tốc độ cho tiếp chạy đấy. Hành trình là chỉnh khoảng cách lên xuống. Độ trễ là thời gian ngâm kim sau khi hàn. Trên mạch nó có những nút này, nút set này, nó set tương đương với nút cốc đặt nhé, em nói sẵn này. Hai nút là tương ứng với nhau, set và nút cốc đặt. Khi nhấn nó sẽ chạy này. Đó. Nút down và up, down nút chỉnh tiếp xuống, up là từ chỉnh tiếp lên. Và đây, ví dụ mình muốn dân giữ xuống này. Đó, đến đây này. Lưu lại vị trí thì nhấn nút set. Em chỉnh này. Chỉnh xuống nhá. Rồi, ok, xuống mức này nhá, nút new. Đó. Trên mạch này. 2 dây này sẽ được lối hai in nhé, 220V vào này. 220V out sẽ lối vào pin áp. Lối sẵn dây điện này. Lối ổ cắm này. Cấp nguồn nó sẽ chạy nhá. Đây ổ cắm này. Và em lối sẵn cấp đặt nhé. Đó. Để đây để đặt này. Đó, như này. Kem 0.18 nhé. Đây nó để tốc độ 99% này. Hành trình là 0.8 này, trễ 0.2 này. Ví dụ để tốc độ chỉnh tốc độ thấp hơn này. Để tốc độ cực thấp luôn nhé. Một này, mạch motor chạy rất chậm mà. Đó, cái thằng nó chạy lên. Tốc độ 11 này. Tốc độ 50 này. Tốc độ 99% này. Giờ thời gian ngâm kim nhé, hành trình nhé, bây giờ mình muốn cho nó lên thật cao lên mà vẫn giữ nguyên cái vị trí hàn ấy. Chỉnh lên, em cho chỉnh nó lên là 1 này. 1 này. Rồi cho 2 này. Nó sẽ nhấc lên rất là cao luôn. Giờ chỉnh về 1 này. Cao này. Thu cũng vậy. Để khoảng 0.8 thôi vừa. Đó. Ok, độ trễ này. Độ ngâm kim ấy. Ví dụ 0.2 là 0.2 giây đấy. Ví dụ để 1 giây nhé. Là 1 này. Giữ rất là lâu luôn. Đó. Mãi em lên luôn. Để khoảng 0.2, 200 giây được rồi. Đó. Để em hàn thở nhé.
lọc tập này. Chạy có đúng nha, vẫn chưa cắm điện đâu, vẫn chưa cắm điện cũ. Tham em để khoảng 65% thôi, xung 2-65% thôi, kém 0.18 sẽ rãnh. Rồi, cắm điện này. Rồi hàn nhé. Cái em vốn đẹp còn phải mài lại kim nhé, chỉnh căn chỉnh nhé, em chưa có thời gian chỉnh nữa. Có vẻ là hơi dư tham ấy. Ok nha các bạn. Màn tới đây thôi. Chào các bạn nha.